Dạ vâng, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị khách hàng đang theo dõi kênh. Hôm nay em Hưng xin giới thiệu đến mọi người một cặp nhà trọ giá siêu rẻ tọa lạc tại địa chỉ khu công nghiệp Bầu Bàng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương ạ. Hiện tại thì em đang ở ngay tuyến đường cổng khu công nghiệp Bầu Bàng ạ, giao lộ với tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Dạ, từ khu vực này di chuyển vào cặp nhà trọ của chúng ta chỉ trong bán kính là 7 km thôi ạ. Cặp nhà trọ này có mặt tiền trục chính, khu vực kinh doanh buôn bán hiện đang cho thu nhập hàng tháng là 11.400.000 ạ. Vâng ạ, đây là cặp nhà trọ của chúng ta, pháp lý là sổ hồng riêng hết rồi ạ. Có cái diện tích hiển thị trên sổ là ngang 10m, dài là 28.13, phun thổ cư đất ở đô thị, tổng diện tích là 281m2 ạ. Hiện tại thì chủ đang ngọp lên gửi em bán với mức giá 3.3 tỷ thôi ạ. Cặp nhà trọ này nằm ngay tại trục đường kinh doanh buôn bán. Ở đây các hộ gia đình là chủ yếu kinh doanh buôn bán tiệm cơm, rồi quán ăn, quán nhậu, cầm đồ, tiệm vàng, rồi quán sửa chữa điện thoại. Ôi nói chung rất là nhiều ạ. Là tuyến đường trục chính kinh doanh buôn bán ạ. Dân cư rất là sầm uất. Và hiện tại em Hưng đang quay vào lúc là 5 giờ rưỡi tối. Vào thời điểm này thì anh chị em công nhân thì vẫn chưa được tan ca đâu ạ. Giờ này thì anh chị em đang làm hoạt động trong công ty. Đây là trục đường rất là lớn ạ. Trục đường này thì có là 4 len đường ạ. Phía xa xa kia là đang có một cái đám cưới. Toàn bộ cái dãy nhà trọ này thì ngày trước là được chủ đầu tư là BKMS. Đây, giờ sổ hồng là sổ hồng riêng hết rồi, trao tay cho quý nhà đầu tư hết rồi ạ. Và hiện tại thì nhà đầu tư này có thể nói là F1 đấy ạ. Hiện tại thì đang rất là ngọt nên gửi em bán giới thiệu đến cô chú anh chị mình với cái mức giá 3.3 tỷ thôi ạ. Mong cô chú anh chị mình xem được video clip này của em thì hãy ủng hộ em sản phẩm này nha. Hiện tại thì cái dãy nhà trọ này đang cho thuê full phòng, thu nhập hàng tháng là 11.400.000. Hai cái ký ốt đầu tiên là cho thuê một cái là 2.500.000, tổng hai cái là được 5.000.000 rồi. Và 8 phòng trọ ở đằng sau này đang cho thu nhập là hiện tại ở khu vực này đang cho thuê một phòng với giá là 900.000. Tuy nhiên thì chủ này người ta chơi cái mức giá rất cạnh tranh là chỉ có 800.000 một tháng thôi ạ, một phòng. Là cho thu nhập là riêng 8 cái phòng ở sau này là cho thu nhập là 6.400.000 ạ. Tổng lại của chúng ta thu nhập đang cho thuê hàng tháng là 11.400.000. Với một cái mức thu nhập như vậy á, cô chú anh chị mới có thể cân đối nha. Một cái mức giá 3.3 tỷ còn thương lượng ạ. Thay vì cô chú anh chị khách hàng gửi lãi suất ngân hàng bây giờ cũng rất là thấp. Thay vì thế thì mọi người mình có thể nghiên cứu về bất động sản ạ. Bất động sản của chúng ta hiện tại cũng rất là xuống đáy rồi ạ. Vâng ạ, mọi người mình xem được video clip này của em mà ưng dãy nhà trọ này thì hãy liên hệ với em ngay nha. Pháp lý là sổ hồng riêng hết rồi. Dãy nhà trọ này cũng còn khá là mới. Em đánh giá khoảng tầm được 70%. Cô chú anh chị mình mua vào thì tất nhiên mình sẽ sơn sửa lại cho nó sạch sẽ đẹp hơn ạ. Hiện tại thì hai ký ốt đang cho thuê, một cái là cho bên xe máy thuê, sửa chữa xe máy, và một cái là bên dân sinh đang kinh doanh buôn bán mấy cái đồ ăn vặt. Đấy, và trục đường này là trục đường kinh doanh buôn bán ạ. Em sẽ di chuyển một chút để cô chú anh chị mình cùng tham khảo ạ. Và tuyến đường của chúng ta thì có cái chiều rộng là 12m với công năng là 4 len đường và có hành lang vỉa hè ở đây á là 3m ạ. Trục đường này thì kinh doanh đủ loại mặt hàng, quán ăn, quán nhậu, rồi heo quay, tạp hóa, tiệm cầm đồ, tiệm vàng, ôi nói chung rất là nhiều ạ. Trục đường chính của khu công nghiệp. Ở bên phải là khu công ty xí nghiệp và ở bên trái là khu dân cư ạ. Nên là dân cư ở đây rất là đông. Đây mình có tiệm vàng này. Kế bên tiệm vàng là một cái tiệm cầm đồ luôn. Đấy, khu vực dân cư kinh doanh buôn bán tấp nập. Mọi người quan tâm về sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ với em Hưng nha. Với số điện thoại 0962 071-298 hoặc 0928-071-298 ạ. Em sẽ gửi đầy đủ
mọi thông tin pháp lý để cô chú anh chị mình cùng tham khảo ạ. Từ vị trí cặp nhà trọ này, mình di chuyển ra chợ đêm của khu công nghiệp Bầu Bàng chỉ trong bán kính là 3 km thôi ạ, rất là gần. 3 km thì mình chạy xe máy cỡ khoảng tầm là 10 phút là đến rồi ạ. Đấy. Khu vực dân sinh rất là đông đúc. Đối diện cặp nhà trọ là khu công ty xí nghiệp. Lúc này em Hưng đi quay cũng khá là tối rồi, gần 6 giờ rồi ạ. Nên là ánh sáng nó không được đẹp. Cô mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Một cái mức giá chỉ có 3 tỷ 3 thôi ạ. Mọi người sở hữu ngay cho mình một dãy nhà trọ đang cho thuê, thu nhập hàng tháng là 11.400.000. Nói chung là cái mức giá này cũng khá là rẻ rồi mà còn thương lượng. Mọi người quan tâm sản phẩm này thì cứ liên hệ em nha. Đặc biệt đó là cái dãy nhà trọ của chúng ta là có hành lang luôn này. Ở đằng sau dãy trọ là có hành lang thoát hiểm thì không nói rồi. Và bên cạnh là có một cái hành lang đường đây này. Hành lang này, đường này hiện tại thì khu này thì vẫn chưa làm. Nhưng mà cái đám đất trống này là đất trống hành lang đấy ạ. Hành lang đường đấy ạ. Đấy. Rất là đặc biệt luôn. Nhiều dãy nhà trọ ở đây thì sẽ không có hành lang này. Vâng ạ, còn đây là khu trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương ạ. Cách với vị trí cặp nhà trọ của chúng ta trong bán kính là gần 8 km ạ. Vâng ạ, ngay sau đây thì em Hưng xin được khép lại video clip tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo ạ. Đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé.